Chợ đêm Tuy Hòa, đêm 23. Bây giờ khoảng 19 giờ. Mọi người đến chợ hoa cũng rất đông. Đây là đường Trần Hưng Đạo ở Tuy Hòa. Trần Hưng Đạo với Lê Trung Kiên bán rất là nhiều các mặt hàng đồ gỗ. Rất là nhiều tượng Phật gỗ được bày bán tại chợ Hoa Tuy Hòa. Đa số khu vực này bán rất là nhiều đồ gỗ, ông rất ít. Khác với trước đây là ở những khu vực này trưng bày rất là nhiều bông. Tuy ngày 23 vẫn chưa lấp đầy hoa ở chợ hoa, thường là các quầy chợ hoa lấp đầy thường khoảng ngày 25 sẽ có rất là nhiều hoa được chở tới đây các bạn, còn trống rất là nhiều rồi. Đây là khu vực tảng đà. Hiện tại ở khu vực chợ hoa trên đường Trần Hưng Đạo với Lê Trung Kiên thấy là đồ gỗ chiếm đa số. Hoa lan rất là đẹp. Chợ hoa Tuy Hòa hôm nay các bạn thấy có đây là cúc không ta? Cúc đẹp quá ha. Hoa rất là đẹp rồi các bạn. Hoa đây hoa gì ông chủ? Cúc gì? Cúc bi cô. Cúc bi cô hả? Bán sao? 120 á. À 120 chậu là như đây. Dạ. Đẹp quá ha. Cúc Bico giá 120 một chậu này các bạn, đẹp quá trời. Đây mình có thể bỏ trên bàn.
thấy chợ đêm chợ hoa Tuy Hòa đêm 23 thì vẫn chưa đông khách mấy. Bình thường là từ 25 khu vực này người đi mua hoa cũng như là đi chợ hoa rất là đông các bạn. Ngã tư Lê Lợi với Lê Trung Kiên sẽ là nơi trưng bày hoa nhiều. Ở đây mình thấy không có các gian hàng đồ gỗ, tuy nhiên hoa vẫn còn trống, nhiều quầy còn trống.